Tôi còn xin rồi. Có cái chỗ cài nhạc mà hơi điền. Cài nhạc mà hơi điền. Sau một thời gian chăm bố ở bệnh viện, em tôi đã trở thành điều dưỡng trưởng của bố. Bác sĩ của gia đình. Em được cái lấy với em giỏi nhá. Mẹ tối mới lấy được. Hả? Tối mới lấy được. Và các bạn không biết em tôi chăm bố thương bệnh viện nhá. Trở thành bác sĩ gia đình, em buổi tối em có thể lấy ven được, chỉ cần một sợi dây em buộc vào đây nhiều.